Hiện nay, các trà lúa xuân trên địa bàn huyện Quảng Sương đang trong giai đoạn cuối để nhánh đến ôm đồng. Đây là giai đoạn hết sức quan trọng đối với sinh trưởng của cây lúa. Tuy nhiên, do thời tiết ẩm u, nắng mưa xen kẽ những ngày qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn, khô vằn phát sinh gây hại nhẹ, cục bộ trên các giống lúa và một số loại gây hại khác như ốc biêu vàng, chuột. Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế mức độ thiệt hại do sâu bệnh, dịch hại gây ra, ngành nông nghiệp huyện Quảng Xương chỉ đạo các địa phương thường xuyên thăm đồng, kiểm tra đánh giá mức độ sâu bệnh gây hại, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp chăm sóc lúa và phòng trừ sâu bệnh gây hại theo nguyên tắc bốn đúng. Ủy ban cũng chỉ đạo cho cán bộ khuyến nông là tập trung là hai ngày là phải kiểm tra đồng ruộng một lần để có cái biện pháp phát hiện kịp thời các cái sâu bệnh ở trên cái cánh đồng để có cái biện pháp chỉ đạo cho nông dân phun trừ kịp thời. Đối với những diện tích sản xuất tập trung quy mô lớn, ngành nông nghiệp khuyến khích bà con và các hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa trong các hoạt động chăm sóc bảo vệ lúa. Theo dự báo, thời tiết trong những ngày tới vẫn còn một vài đợt rét nhẹ, sương mù và mưa phùn xen kẽ với các đợt nắng nóng và mưa rào, rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá và một số sâu bệnh gây hại trên lúa do vậy ngành nông nghiệp huyện Quảng Dương khuyến cáo các địa phương và bà con nông dân không chủ quan lơ là phải thường xuyên thăm đồng phát hiện kịp thời và phòng trừ hiệu quả các loại sâu bệnh hại bảo vệ diện tích lúa chiêm xuân từ nay cho đến khi thu hoạch chúng tôi cũng có phân công cán bộ thực hiện cái công tác điều tra dự tính dự báo để phát hiện sớm kịp thời à, đồng thời là phân công các cái cán bộ chỉ đạo và cơ sở hướng dẫn bà con nông dân các cái biện pháp à, chăm sóc cũng như là phòng trừ sâu bệnh để đạt năng suất quý vụ cao nhất